Cuộc sống và sức khỏe hiện tại của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh ra sao? Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất thân trong một gia đình nghèo, học hành dang dở, nhưng ông sớm bén duyên với nghệ thuật. Năm 13 tuổi, Vũ Linh được hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Và năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ lưu diễn ở nhiều tỉnh. Sau đó, Vũ Linh gắn bó với gánh hát Hoa Anh Đào Kim Trưởng và được nữ nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ, ông may mắn được thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng. Sau nhiều năm bôn ba ở các tỉnh đoàn, năm 1981, Vũ Linh về thành phố Hồ Chí Minh và thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến thập niên 90, ông kết hợp với Tài Linh trở thành cặp thanh mai trúc mã ở cả trên sân khấu cải lương và cả những sản phẩm ca nhạc Mưa Bụi Ăn Khách một thời. Trong sự nghiệp, Vũ Linh từng được nhận nhiều giải thưởng nghệ thuật giá trị. Năm 97, ông chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Vũ Linh còn được khán giả thương yêu phong danh là ông Hoàng Cải Lương với những cống hiến hết mình cho bộ môn nghệ thuật đặc sắc của nước nhà. Từ năm 2019, Vũ Linh ngừng đi diễn do có nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài bị bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, ông vẫn nhận được nhiều lời mời, nhưng hầu hết Vũ Linh đều từ chối vì sức khỏe không cho phép ông đi diễn trở lại. Đến đầu năm 2022, lần hiếm hoi ông tái xuất khi tham gia làm khách mời show Kiếp Cầm Ca của nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Trở lại với sân khấu, ông xúc động nói, 3 năm không đi hát, với tôi là một khoảng thời gian dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Sau lần xuất hiện hiếm hoi vì mối thân tình lâu năm với đồng nghiệp và góp mặt thêm một vài chương trình phù hợp, Vũ Linh tiếp tục vắng bóng. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Võ Minh Lâm đã đến thăm hỏi nam nghệ sĩ cải lương gạo cội. Thoại Mỹ cho biết, thương chị Lệ Thủy lắm, chị mới từ Úc trở về Việt Nam, nghe tin anh Linh bị bệnh nên chị nói phải đưa chị đi thăm anh ngay, thế là mấy chị em xông vào nhà để thăm anh. Xót xa quá, anh đang rất đau rất mệt, nhưng chị Lệ Thủy, chị Thoại Miêu, anh Hoàng Song Việt, Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa chuyện đời, chuyện nghề, cùng nhau trò chuyện, khiến anh vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm, quên đi cái đau cái mệt. Cô cũng thay mặt mọi người gửi lời chúc đến đàn anh. Tình nghệ sĩ chúng em là ở chỗ này nè, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cầu nguyện cho anh Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ quý khán giả. Biết bao tình thương yêu của mọi người dành cho và đang trông chờ anh. Cố gắng lên nhé tình yêu của em ơi. Hiện tại bên cạnh sự yêu thương của đồng nghiệp khán giả, Vũ Linh cũng nhận được sự chăm sóc chu đáo từ người thân.